Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với channel của thiết bị thí nghiệm công ty trách nhiệm An Thị Bảo Hoàng Kiên. Hôm nay công ty chúng tôi xin phép được hướng dẫn quý vị và các bạn sử dụng cũng như là cài đặt download cái phần mềm cho máy đo nhiệt độ, độ ẩm loại tự ghi của hãng T&D, model là TR72WF. Đó, sản phẩm này thì được nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại công ty trách nhiệm An Thị Bảo Hoàng Kiên. Đây là sản phẩm chính của chúng ta này. TR72WF, đó, sản phẩm chính của chúng ta. Và đây là sensor theo máy, đó. Kèm với các cái sách hướng dẫn cũng như là các cái phần tải app cho chúng ta. Trong này nó sẽ có những mã code để chúng ta có thể cài đặt cái sản phẩm này. Đó, cách họ chỉ chúng ta cái cách bố trí để modem wifi hoặc là để cái nhiệt kế chúng ta này, cũng như là coi trên iPad, máy tính cũng như là điện thoại một cách dễ nhất ở cái model này, công nghệ tiên tiến nhất của hãng. Thì sản phẩm này nó có thể sử dụng được cho phần mềm trên Android. Android bao nhiêu thì cũng có thể sử dụng được cái này. Thì quý vị và các bạn sử dụng cái máy có hệ điều hành Android hoặc là sản phẩm của iOS. Đó, sản phẩm của iOS thì chúng ta chỉ cần vô App Store thôi. Thì chúng ta download hoặc là chúng ta quét mã code. Quét mã code họ đã cho mình trên cái hướng dẫn này. Đây, mình sẽ gửi cho các bạn xem cái mã code của sản phẩm này. Đây, trong hướng dẫn nó đã có cái mã code này cho iOS hoặc Android, thì chúng ta chỉ cần chiếu vô đó thôi, thì đó nó sẽ tự động tải cái phần mềm của chúng ta. Và sản phẩm bao gồm pin đó các bạn. Rồi, mình sẽ gắn cái pin này cho các bạn xem. Mình sẽ dùng cái pin ngoài, cái pin zin đó mình sẽ không gắn. Đó. Gắn theo chiều âm dương như thế này. Đó. Chiều âm dương. Đó. Như vậy là chúng ta đã kết nối pin xong. Thì các bạn lưu ý trên đây, đây là cái chúng ta có thể cài đặt với máy tính, chép qua software. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng trên mạng wifi, wireless. Đó. Đây là cái phím nguồn của chúng ta này. Chúng ta bấm record là nó sẽ lên thôi. Đó. Đây chúng ta đã mở lên. Rồi, công việc đầu tiên thì các bạn cần tải app. Chúng ta có thể lên App Store và đánh chữ T và D. Tên của hãng. Thermal. Đây. Thì nó sẽ tự động mà hiển thị lên trên cho chúng ta. Thì chúng ta sẽ tải cái phần mềm này về. Đó, download rất nhanh. Thì chúng ta sẽ bấm vô cái phần mềm này. Rồi. Thì đây T&D có hỏi là chúng ta đã có cái phần mềm hoặc là app sử dụng cho cái máy này chưa. Thì chúng ta sẽ, nếu chúng ta có rồi thì chúng ta tự động đăng nhập cái ID vô đây. Và nếu chúng ta chưa có thì chúng ta vô cái phần Get User này. Đó, chúng ta sẽ tạo New cái sản phẩm. Đó, chúng ta bấm vào Create Account này. Đó, chúng ta sẽ tạo một cái như là chúng ta sẽ nhập email. Ta sẽ nhập email này hay là đánh email rồi đánh mật khẩu chúng ta cần đăng nhập vô và bấm submit thì nó sẽ đăng ký. Thì ở đây mình đã đăng nhập rồi thì để mình đã sẽ đăng nhập cho các bạn xem. Đấy, mình đã đăng nhập xong. Mình sẽ nhập pass của mình. Rồi, đây là chúng ta đã đăng nhập xong trên cái điện thoại của chúng ta. Thì trên màn hình để chúng ta kết nối với wifi, chúng ta bấm giữ hai phím display và interval này thì nó sẽ tự động lock cho cái phần mềm. Chúng ta sẽ kết nối với điện thoại.
À, nếu vô vậy thì chúng ta sẽ phải phần vô phần Wi-Fi này. Chúng ta sẽ chọn cái modem máy là TR72WS này. Đó, chúng ta sẽ chọn Wi-Fi của cái modem này. Đó. Rồi. Sau đó chúng ta sẽ vô lại cái phần mềm. À, đây là hướng dẫn chúng ta này, ta sẽ nhấn giữ vào đây. Đó, và chọn cái này. Sau khi chúng ta kết nối xong hết cái phần mềm thì chúng ta sẽ gắn cái sensor vô, nó sẽ đảm bảo hơn là chúng ta gắn từ trước. Đó, sensor này chúng ta có thể dịch chuyển được. Chúng ta đã gắn và kết nối. Thì để kết nối cái sản phẩm này á, chúng ta sau khi chúng ta đăng nhập vô thì chúng ta vô cái wifi, vô phần wifi, đây vô phần wifi thì chúng ta sẽ chọn cái wifi của cái wireless này, đó là modem của nó TR72WF và cái mã. Thì chúng ta sẽ quay lại cái app cài đặt của chúng ta. Thì đây là cái giao diện của TD trên điện thoại, thì chúng ta có thể cài đặt được các cái sản phẩm, như là chúng ta download lại các cái dữ liệu mà đã ghi. Sau khi mình ngắt thì nó đã ra kết nối rồi. Đó, khi cái ALB này nó hiển thị lên á, chúng ta giữ hai cái đó, cái ALB nó hiển thị lên thì chúng ta kiểm tra lại lần nữa. Và khi chúng ta kết nối được rồi á, thì nó sẽ dễ hơn. Đó, chúng ta sẽ chọn cái modem này, mình sẽ làm lại các bạn xem. Đó, thì nó đã kết nối với đồng bộ với cái phần mềm. Thì chúng ta tắt cái phần mềm, refresh lại nó một cái. Rồi, chúng ta vô lại cái phần mềm TD Thermal này. Đó. Thì nó sẽ bắt tay với cái sản phẩm kia. Thì trong này nó cho chúng ta các cái dữ liệu, như là chúng ta có thể bắt đầu ghi này, chúng ta có thể dừng này, và chúng ta sẽ chọn các cái tên của cái dữ liệu ghi này, hoặc là chúng ta coi lại các cái cảnh báo của cái setting này, update nó lên này, chọn cái hệ thống wireless này. Đó, tất tần tật là những thứ cài đặt thì nó sẽ nằm tất trong này. Và cái data này thì chúng ta ghi rồi á, ta download về. Đó, thì nó sẽ download về cái màn hình của chúng ta. Ví dụ chúng ta có thể show graph này, tức là cái biểu đồ này chúng ta có thể show ra, hoặc là chúng ta có thể, đây mình sẽ check lại cho bạn. Đó, thì cái nhiệt độ của phòng hoặc là nhiệt độ của ấy nó sẽ down về trên này, bao nhiêu phần trăm nó sẽ down về, nó sẽ ghi trên cái dữ liệu này. Thì chúng ta có thể vô đây, chúng ta kiểm tra được cái dữ liệu của chúng ta này. Đây có những cái đặt này, thông báo này, trả kết quả này. Đó, tất tần tật thì chúng ta có thể kiểm tra từ xa trên cái hệ thống mạng wireless, hoặc là chúng ta nếu mà muốn sử dụng hệ thống dây thì chúng ta sẽ chọn cái modem WN, nó sẽ dùng dây thì giá thành nó sẽ thấp hơn cái sản phẩm này. Đó, thì chúng ta đã kết nối xong mà cũng như là sử dụng. Ngoài ra nó còn có thể, chúng ta có thể kết nối và lấy các dữ liệu của nó trên điện thoại iOS, gì Android, hoặc là kết nối với máy tính, chúng ta có thể lấy dữ liệu trên máy tính. À, chúng ta có thể lấy dữ liệu cho máy tính này, đây các bạn này, thì chúng ta chỉ cần kết nối với cổng con thôi, rất là đơn giản. Thì máy tính thì nó đơn giản hơn là cái việc của chúng ta phải download cái phần mềm trên cái điện thoại, thì mình đã giải quyết cái vấn đề này cho các bạn. Còn máy tính này chúng ta chỉ cần lên TND hoặc là liên hệ với khangkien.com.vn thì chúng tôi sẽ gửi cho các bạn cái phần mềm mà chúng ta sẽ cài vô máy tính, và chúng ta chỉ cần kết nối cái TND 72 WF này với thiết bị của chúng ta, laptop hoặc máy tính bảng, thì chúng ta sẽ tải được các cái dữ liệu về, giống như cái trả kết quả, bảng trả kết quả của chúng ta đây. Đó, rất là ok, bài bản nó sẽ trả đầy đủ cho chúng ta, hoặc là chúng ta có thể focus lại về, hoặc là chúng ta có thể report về cái email của chúng ta này bằng cách chúng ta bấm send này, buy email này, hoặc là lên điện toán đám mây này, chúng ta có thể lên trên này. Thì nếu các bạn có trở ngại cũng như khó khăn về cái việc cài đặt này thì vui lòng truy cập website khangkin.com.vn hoặc là liên hệ hotline 0936620757 cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ trực tiếp hướng dẫn quý vị và các bạn. Quý vị sẽ bạn sẽ yên tâm về cách cài đặt cũng như là hướng dẫn sử dụng sẽ dễ nhất cho các bạn. Rồi, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều.